Thác Bà xin kính chào toàn thể các bạn thân mến đã quay trở lại với video tiếp theo của Thác Bà. Hôm nay chính thức nhà em Khoa là được ngày đẹp đổ mái các bạn. Thì từ sáng giờ đến khâu chuẩn bị tất cả các thứ là đội thợ là chuẩn bị đầy đủ các thông xuôi để bây giờ bắt đầu vào đổ bê tông các bạn ạ. Thì đây là có mấy anh em thợ ở đây, rồi còn 4 anh em thợ. Ở trên này là cán xoa và đập, thì còn ở dưới là đội đổ bê tông. Vật liệu nó hơi xa một chút ý, nhưng mà khả năng là cũng xong sớm các bạn ạ, tại vì nó có 13 khối thôi. Tắt tắt ạ. Tắt 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 rồi ạ. Vâng, vấn đề mà. Dạ. Em tắt đi rồi. Em tắt đi anh bật đi. Đi bơm là thấy trắng ấy. Để anh rút ra. Quên rồi, chết cha rồi. Mẹ còn cái đường thoát nước này nữa. Bà ấy bảo cho nhau tí bà ạ. Cô nhau nhau tí cô ơi. Đội này làm khác với đội thế em. Thế em là phải bê cái từng xô một. Nhưng mà đây là xe rùa đong vào trong kia. Để họ tháo bánh nha. Đây đây. Cũng nhàn hơn nhỉ. Vâng. Anh Truyền ơi, cho cả cái đấy lên đây cho họ. Quang. Thế ở đây giỏi giỏi trận giỏi. Giỏi nhất cô gái này. Nam khỉ, nam siếc. Nước, nước. Này 11 giờ xong rồi. Họ đang chỉnh cái máy tại vì cái côn nó không đều nên là nó lặng máy quá tải. Bây giờ là phải chỉnh máy tất cả các thứ xong để ổn định lại đổ tiếp thì anh em lại được giải lao. Bây giờ là 9 giờ kém rồi, khả năng là cũng muộn mới xong rồi các bạn ạ. Chắc phải 1 giờ. Nếu mà nhanh thì chắc phải hơn 12 giờ. Ba nào anh? Bảo không kiêng thì chuyển nó không kiêng. Tay vào cơ. Ở nhà em quang cho vợ đi cũng ngoại ngủ cho ngủ cùng rồi. Vợ ngủ cho máy toàn quay lưng lại thôi.
Anh ấy bình tĩnh đi nha. Cứ bình tĩnh mà sửa. Muốn chị để làm siếc ở đây lâu phết. Dạ. Tại cái côn nó hơi bám nên là chỉnh nó khó. Cứ phải cái xô cứ phải kéo xuống các bạn. Ra là bộ tời thì riêng thôi, nên là khó chỉnh. Không, nó nhìn hạ con nó phải dừng chứ, dừng. Hạ con mày cứ hạ con cho nó bắn vậy thì chuyện nó bầm mà. Đi mày hạ con thì bình tĩnh nó khắc khỏi các sửa được. Làm anh ăn thèm vác lặng này. Bóng nhỉ. Được một gian bếp rồi. Đến gian thờ này khả năng là nó trục trặc ở gian thờ rồi. Đừng kêu ăn búa nhé. Tại cái côn này nó vỡ bi các bạn, thế nên là phải đi thay bi. Thế là anh em lại phải chờ. Hôm nay lại phải ăn cơm muộn một tí, hơi vất vả cho các bác bê tông rồi. Bây giờ là 11 giờ rồi anh nhỉ. À thế thì vẫn còn đẹp lắm. Sao nó khói khói nhỉ, hay là nóng à? Khói thôi. Ôi giời, thay mới càng tốt, lần sau đỡ bị trục trặc. Chưa còn làm nữa. Thật. Ra ăn miếng xôi cho nó chắc bụng. Cho ăn xôi chắc bụng thì tí nữa lại chiến đấu tiếp. Cho ăn xôi chắc bụng. Ăn ăn đi cháu, ăn với để tí chắc bụng làm. Ui tay sạch mà. Ăn được mà, tay của bố mẹ mình cho. Ngon quá. Mẹ sao nhạt thế? Thiếu đường, thiếu muối. Ở lôi này, tay nghề kém lắm. Ăn mặn nhưng mà phải đậm đậm tí cơ. Không sao. Các bà xuống đi. Mỗi người tim chim bằng quả bưởi là lại chiến đấu được. Phải này là cố đến tầm 2 giờ mới xong các bạn, cho nên là phải ăn dặm trước. Em Hòa ăn. Giá bà gà. Nó hẳn thì chết với chứ mọc trò mà cứ thấy hả má. Khổ thân bác cả này thôi.
Phát này phát ăn ngay đấy anh nhỉ. Anh muốn thế cho anh em đỡ vất vả. Ừ, ăn uống nghỉ ngơi chiều còn một mái nữa. Nước của mới luôn ạ. Thay vòng bi. Chết rồi. Một dàn cứng rồi. Sửa được rồi đấy các bạn. Bây giờ lại chuẩn bị bắt đầu. Bắt đầu lại từ đầu. Ui giời. 2 tiếng đồng hồ. Là cái côn như các bạn nó vỡ đi như thế nào. Bây giờ bê tông ở mái đằng này thì xe mặt rồi. Khổ thân. Đấy. Là trời giờ là nắng lên rồi chứ. Phải cho thêm xô nước nữa bác ơi. Bảo nó cho xô nước nữa nên dội. Thì không có nước. Cứ phải có thêm nước chứ. Khô quá. Để cháu bọc kéo. Máy móc thuận tiện để làm nó nhanh ngay. Nhanh mà. Ra là gần tiếng thì sang ra mà. Đúng ra là như máy này đổ đến mà 3 tiếng 3 tiếng rưỡi là xong. Nếu mà không trục trặc máy móc này. Thác Bà cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Thác Bà và ủng hộ Thác Bà bằng cách là like và subscribe kênh ủng hộ cho Thác Bà nhé. Thác Bà cảm ơn nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Thác Bà nhé. Các bạn vừa thấy đấy, đây là một lập trình của công việc đấy các bạn. Cháu thấy gian nan quá bà. Một phần ba rồi các bạn ơi. Còn 2 phần nữa. Làm cái mã này trục trặc quá. Bây giờ lại thiếu sỏi rồi các bạn. Thì bây giờ lại phải đi xúc sỏi. Quay nhà nào có thì đi xúc. Chắc tầm 2 khối nữa được. Trèo lên ô tô đi đã. Bà chủ ơi, trèo lên ô tô đi. Hết đi. Lên ô tô. Chả cần chuỗi đâu mà. Chả cần đông đâu mà. Xúc vào xe đó mà. Xúc vào xe là đẩy về đó. Mấy giờ nhỉ? Cô ơi mấy giờ cô? Bây giờ 2 giờ chưa? Thế thì chắc cũng 1 giờ đúng không? 1 giờ kém rồi. Thế 2 giờ xong. Đi về chiều đi làm đấy. Mình tối mình có lên. 1 giờ hơn rồi, chả hiểu sao mà xe này sỏi về đến kia chết máy. Chả biết hôm nay là ngày gì không biết được. Năm dặm trục trặc nhiều vấn đề quá. Khổ thân. Cây ơi. Ôi. Khổ đội bê tông và khổ đội chủ nhà. Đáng sắp chết rồi. Còn chả đáng bao nhiêu đây các bạn. Không đáng bao nhiêu bê tông nữa đâu nhưng mà
trưa rồi ấy, nó vất vả quá. Thế là cuối cùng là khánh thành rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ là đầm là xong bắt đầu xuống nghỉ rửa tầm tay cùng anh em ăn cơm. Đùa bác ơi. Cảm ơn các bạn ăn cơm nhá. Cảm ơn các bạn ăn cơm. Ngày đang ngày kia kìa. Ở đây. Ở đây anh đâu? Ơ làm tí đi nhỉ. Vâng, cảm ơn các bác. Vâng. Tôi cháu gửi lời cảm ơn tất cả các ông bà các bác ở đây. Anh chị em đã giúp đỡ cho em Khoa cái máy nhà được trên che mưa che nắng rồi. Thì cảm ơn tất cả các bác. Vất vả quá, 2 giờ mới được ăn cơm. Phải nói bảo tao 500 anh em chứ. Các cô, các anh, các chị. Các bà nữa. Đủ hết rồi. Các bà, các em. Trên mâm này thì có 4 người. Cú Long sang kia. Sang kia bác quay cho nhanh. Đấy. Ngồi đấy. Ngồi xuống. Uống bia nào. Cũng uống bia không? Mời cậu cậu Khoa một hớp. Ừ. Mày chúc cậu được cái máy thành công nhanh. Không có đá uống nó kiểu gì. Kiểu gì nó kiểu bia mà. Ôi thôi. Thấy chưa. Mở kép kẹt. Thác Bà cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ video vừa rồi của Thác Bà. Các bạn kết thúc video ở đây để ăn cơm nha các bạn. Các bạn mệt quá, chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và sức khỏe.